sao? Nó đã biến hình thành một con chim khổng lồ kìa. Có lẽ cậu nghĩ hắn ta lớn lắm, nhưng tôi là Chrono, là chiến binh mạnh nhất trong vũ trụ này. Tôi từng chiến đấu với nhiều kẻ thù lớn hơn nhiều và có thể dễ dàng đánh bại hắn ta, nhưng... Thật là hay quá. Tấn công! Con chim kia, bọn ta tới đây. Khoan, Chrono, cậu vượt qua con quái vật đó mất tiêu rồi. Chiến lược tốt nhất là giành chiến thắng mà không thực sự chiến đấu. Leo, móng vuốt cho ông. Đến lúc rồi. Bắt đầu thôi. Red sao? Wow, Leo, nhìn cậu ngầu quá à. Đây sẽ là cách tốt nhất để vào pizza. Yeah. Nhưng Leo đang mặc bộ đồ ngầu giống y như cậu vậy. Hả? John à, chuyện sao rồi? Wow, vấn đề là khối lập phương này được trang bị công nghệ hành tinh Dino dựa trên các thuật toán cơ học, năng lượng điện tử, kỹ thuật cao. Hệ thống vận hành Trion quá thô sơ để có thể xử lý các biến. Cậu nghe cho kỹ đây. Tôi cần phân tích khối lập phương đó. Vậy nên cậu phải giải thích nó một cách rõ ràng hơn. Chúng ta cần phải đem nó tới viện bảo tàng. Tôi có một vài câu hỏi về khối lập phương. Nó chính xác là gì và tại sao các cậu có nó? Xin lỗi mấy cậu, tôi rất giỏi giữ bí mật nên... Một số đại đồ cần phải học được bài học này. Tôi thấy cậu đã không tuân theo mệnh lệnh của bậc thầy Dino và chạy trốn khỏi trận chiến. Cậu đúng là hèn nhát. Cái gì? Hèn nhát hả? Chạy khỏi trận chiến là một phần trong kế hoạch tổng thể của Chrono để giành chiến thắng. Nghĩ xem, nếu Chrono không đủ can đảm để dụ con quái vật đó ra ngoài thì cậu và toàn bộ vũ trụ này đã bị tiêu diệt rồi, có biết không hả? Nếu không nhờ có tôi mà Troy, cậu đã là người ăn tối trong mái chú robot đó rồi. Dám? Cậu dám nói lại lần nữa không? Hả? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Các cậu, bình tĩnh. Chúng ta là bạn, và bạn bè thì phải hòa thuận chứ. Ta không có thời gian đâu. Chúng ta cần phải đi ngay. Cuối cùng thì cũng đã đến thời khắc vũ trụ này phải chịu khuất phục trước ta. Ba sức mạnh trong ánh sáng. Ba sức mạnh trong ánh sáng sao? Niềm đam mê cháy bỏng như lửa, sự trầm lặng chảy qua sự hỗn loạn như là băng, và cuối cùng là sự linh hoạt phát triển của thế giới tự nhiên. Hội tụ ba sức mạnh đánh thức ánh sáng. Agen, sao tôi thấy Leo giống như đang bay vậy? Hình như là không chỉ có Leo đâu, tất cả chúng ta đều đang bay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kìa, nhìn bộ xương khủng long kìa.
Chắc đây là một giấc mơ rồi. Không, mình nghĩ đó là môi trường không trọng lực. Khối lập phương. Ôi không, chúng ta cần phải lấy nó. Leo, đừng có sợ, mình sẽ cứu cậu mà. Không. Nhanh lên, chúng ta phải cứu Leo. Đi thôi. Phải, Aken. Được. Hey, cố lên Leo, tụi mình tới đây. Gì vậy? Rex, tôi không thể di chuyển được. Bất hay Rex đang nguy hiểm, Leo phải đi cứu cậu ấy ngay. Không, chúng ta phải lấy lại khỏi lập phương trước. Một con cá khổng lồ đó. Leo, nhanh biến hình đi. Được. Nào, hợp nhất cái đồ. Sẵn sàng. Chiến. Đó. Now. Ghê đáng sợ quá. Rex ơi. Nghe không? Là Leo. Leo. Nga. Tốc độ tôi như vậy được chưa hả? Bruno di chuyển nhanh quá. Là bơm chống lực. Tôi có thể dễ dàng đánh bại nó nếu như không bị quả bơm trọng lực này hút phải không? Rex ơi, con quái thú robot đang tới kìa. Nhanh, cậu hãy phát huy quả bơm không trọng lực. Kế hoạch của cậu là gì? Đừng có nói với tôi là cậu bắn các chùm tia cùng một lúc là được nha. Có được không? Chúng ta phải thử. Hai cậu giỡn đó hả? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Khoan, nó sẽ không bắn. Wow, làm được rồi. Leo, cho chúng thấy sức mạnh thật sự của Bruno đi nào. Được rồi bậc thầy, cứ để đó cho Leo nha. Đi thôi. Aken, đã sẵn sàng. Được rồi, chiến đấu thôi. Một chút nữa thôi mà Bruno. Được. Bất hay. Sức
sức mạnh công lý bảo vệ vũ trụ. Đại bác tôi đạp phá. Mọi người có thấy không? Chiến lược của Chrono này rất hoàn hảo phải không? Lại nữa đó hả? Làm tốt lắm Chrono. Ờ? Hôm nay không có cậu thì ta có thể đã không chiến thắng trận chiến này. Có lẽ tôi đã sai khi gọi cậu là kẻ hèn nha. Hả? Tất nhiên là vậy rồi. Ta chiến thắng là nhờ tất cả các cậu, thầy Rado, Trai và Chrono. Đúng vậy các cậu, chúng ta đã chiến đấu rất tốt cùng nhau. Và giờ là thời gian biệt đội Dino nạp năng lượng bằng những món ăn ngon. Không trị thế giới. Ôi, giải của Misa. Đặt ta giải mã khối lập phương. Cậu nghe cho kỹ đây, tôi cần phân tích khối lập phương đó. Cậu ấy không bao giờ thích mình đâu. Rắc rối về phụ hả? Thầy Trang có thể giúp cậu thay đổi phong cách đó. Vài thay đổi nhỏ từ kẻ vô danh thành anh hùng, tất cả là sự tự tin. Và tất nhiên phải chịu chút rủi ro. Mặt trời chiếu sáng cho mình thấy thoải mái, vì mình thích mình hoàn toàn mới. Và tất cả chỉ bởi một lý do mà thôi. Mới lần mình nhìn thấy cậu ấy là mình lại thấy buồn chồn. Mình thấy dễ thương tất cả vì cậu. Mình hy vọng cậu sẽ thấy bất ngờ. Chiếu sáng cho John và biệt đội, làm trái tim của mình rộn nhịp. Không biết làm sao nhưng mình bây giờ, cậu nhìn mình mai kia sẽ nghĩ rằng mình là người sinh ra để dành cho cậu. Ê nè các cậu, mình các cậu. Xin chào ngài. Ngài muốn dùng loại bánh pizza nào? Là con đây mà chú Fanro. John. Hả? Đúng là John sao? À, con giống như là một người hoàn toàn khác vậy. Nghe các cậu, có chuyện gì vậy? Hả? Cậu là ai? Cậu muốn đánh cắp khối lập phương hả? Mình là John nè, nhìn mình đi. Tên rớ ngẩn kỳ lạ này cũng tên John đó. Là gì à? Mình chính là John mà. Nhìn cậu khác quá đi. Phải, Leo không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nơ cà vạt, sao cậu lại tự nhiên ăn mặc như vậy? Chắc là John mặc đẹp như vậy là cho ai đó xem. Không đâu, không đâu. Nói đi. Là ai vậy? Là ai hả? Quay lại đây. Nói đi rồi mình sẽ cho cậu ăn pizza thoải mái luôn. Nói đi mà. Các cậu phải cẩn thận chứ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tự nhiên đứng ở đây. Có chuyện gì vậy chứ? Có chuyện gì vậy? Hả? Hả? Nè tên kia, đừng có đứng giữa đường như vậy chứ. Cho ta biết mất thầy Dino đang ở đâu. Tôi không biết đâu nha, tránh ra đi. Im lặng đi. Chạy đi. Chạy đi. Quá giật kìa.
đến đây gặp ta, bất thầy Dino. Chạy đi! Alo, có phải Dino Pizza không vậy hả? À, dạ đúng rồi, giao hàng tận nơi cho bạn. Ồ, một con quái vật đáng sợ trong trung tâm thành phố còn gì không ạ? À? Hả? Một con quái vật đáng sợ? À, nó chưa từng như vậy. Các cậu nghĩ đó là sao? Chắc có chuyện không lành rồi. Tôi nghĩ đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhìn nè, mình thấy là hình dạng này nhìn rất là quen đó. Nè Fred, có một trung tâm thành phố đáng sợ ở giữa quái vật. Không, nhớ rồi, ở trung tâm thành phố đang có một con quái vật đáng sợ. Hả? Đi nào, chúng ta phải giải quyết chuyện này trước. Rex, Leo. Được rồi, đi thôi. Nè các cậu, mau xem cái này nè. Chạy đi. Anh mau tìm chỗ trốn đi. Tôi biết rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn cứu chúng tôi với. Phải đảm bảo là mọi người an toàn trước. Này cậu, ở đó nguy hiểm lắm. Hả? Người mới chính là người gặp nguy hiểm đó, bậc thầy Dino trẻ. Hả? Có thể cái này giống như một câu đố. Hả? Bạn bè đang cần mình giúp. Này, các cậu đều ổn chứ? Phải, ôi da. Regina, ổn không? Không, Treon đó đã bị hư rồi. Chờ chút Regina, tôi tới giúp cậu liền đây. Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy hả nhóc con? Hả? Những tên trước ta quá yếu để có thể chiến thắng, quá tham lam hoặc đơn giản là quá chủ quan. Tên thứ ba là một kẻ ngốc, tên cuối cùng là một kẻ yếu đuối đáng thương, không thể nào vượt qua được quá khứ của chính mình. Có nghĩa là ông là... Phải, ta là chúa tể Cosmosaurus. Hả? Ta đang tìm kiếm một thứ có thể các ngươi đang cất giữ. Các ngươi mau nói cho ta biết nó đang ở đâu đi. Khoan đã. Chúng tôi không biết ông đang nói về cái gì hết. Được, mấy tên bậc thầy Dino ngu ngốc, tấn công đi. Hạ gục ông ta đi. Chuyện gì vậy? Leo, không. Ông ta nhanh quá, chúng ta cần phải phản công. Sao nó không biết không hả? Tiêu diệt các người rồi ta tự mình tìm nó sau nhỉ? Cosmosaurus, ông sẽ hối hận vì gây chuyện với bạn của tôi. Khoan. John. Ông muốn cái này đúng không? Vậy ta lấy đi. John, đừng. Đi. Nói đi. Ông muốn thì tới lấy đi. Cậu đang làm cái gì vậy, Sean?
nguy hiểm lắm đó. Với một trái tim thuần khiết và một cái đầu lạnh, và một sự quyết tâm. Sai chỗ nào chứ? Mình nghĩ là mình đã làm đúng rồi mà. Thật xấu hổ nhóc con. Ta đã mong đợi một cái gì đó thú vị. John, không sao chứ? John đã trở lại như bình thường rồi kìa. Hả? Những người bạn chiến binh có vẻ như các cậu đã đánh thức tôi. Bây giờ các cậu có thể để đó cho tôi. Hả? Ta luôn tự hỏi khi nào gặp lại người. Rồi mới gặp lại bạn cũ. Ta hy vọng một cuộc hội ngộ thân thiện hơn, Commosaurus. Là ông ấy thật sao? Vậy là thần rồng thực sự tồn tại sao? Ngươi cũng biết là ta có sức mạnh của viên đá thiên hà đúng không? Ngươi không có cơ hội để đánh bại ta đâu. Ta biết sức mạnh của ngươi, nhưng ta không phải người đánh bại ngươi, mà là những đứa trẻ kia. Hả? Hả? Chúng tôi? Dù bóng tối có bao phủ vũ trụ này như thế nào, thì ánh sáng vẫn luôn đấu tranh, và các cậu là ánh sáng, đều phụ thuộc vào các cậu đó. Đến lúc khôi phục sự cân bằng và sự đẹp đẽ của vũ trụ này. Cùng với sức mạnh của viên đá rồng, sẵn sàng biến hình. Học chiến Dino vĩ đại, vĩ vô Dino vang lẫy. Bọn trẻ ngốc nghếch, ta đã thấy định mệnh của các ngươi. Định mệnh đó đầy những nỗi đau và thất vọng. Không đâu, chúng tôi tự quyết định định mệnh. Đến lúc màn ánh sáng đến vũ trụ, kiếm vua Dino. Không dễ để lại gần đâu. Mạnh quá. Không thể nhìn thấy sức mạnh đích thực bằng đôi mắt thường được.
Nếu các cậu qua làm bộ thì có thể đánh thức được sức mạnh của kim vua Dino. Ok, vậy cùng làm thôi. Yeah, tiến lên. Kết hợp sức mạnh của ánh sáng. Tia Dino, tuyệt đánh. Dynamic Chow. Cái gì vậy các cậu? Bất thầy Dino, các cậu phải tìm bằng được viên đá rồng. Phải cảnh báo trước chứ. Cosmos Rush. Cũng dễ thương đó. Hắn rất là mạnh. Làm sao chúng ta có thể chống lại hắn ta đây? Khoan đã. Có ai thấy thần rồng không vậy? Đám đông tập trung cảm ơn bậc thầy Dino vì đã cứu chúng ta một lần nữa. Và người hùng đó đang ở đây. Xin chào. Hi, xin chào. Mời thử món pizza mới. Test trễ rồi. Sao không đúng giờ? Đâu có khó. Tôi có sức mạnh này đều là nhờ nhà bán đồ pizza. Các bạn ăn chúng thì các bạn cũng sẽ khỏe. Đúng rồi đó. Dino pizza dở. Nhưng giờ mọi người sẽ ăn chúng vì tên Rex ngốc nghếch đó. Nếu mình có robot thì cũng làm cho pizza của mình nổi tiếng mà. Cái gì vậy? Chỗ này là chỗ nào? Ông là... Cậu là ai? Nói đi. Chúng tôi đang chiêu đại món pizza thống trị thế giới của chúng tôi. Mọi thứ đều đang mơ hồ. Tôi là ai? Còn đây là đâu? Ông là Dragon. Sao? Cậu biết tôi là ai hả? Phải, ông là Dragon. Còn tôi là cậu chủ Sinh Sinh Man tuyệt vời. Sinh Sinh Man. Chuyện gì vậy? Người xấu như bọn họ cần phải trừng trị. Người xấu hả? Ok Sinh Sinh Man. Yeah. Đấu thôi. Nhanh quá đi, tôi không biết chiến đấu đâu nha. Làm ơn ngồi im đi mà Sinh Sinh Man. Ngon vậy là khó đấu lắm đó. Nói về bậc thầy Dino thì thành phố đã có thêm anh hùng mới. Tên của cậu ấy là Sissman. Và cậu ấy đang kinh doanh. Vì anh hùng này đã trở thành biểu tượng hy vọng cho đảo Dino trong khoảng thời gian chúng ta tuyệt vọng. Muốn tuyệt vời giống như tôi sao? Vậy thì thưởng thức Sinh Sinh pizza đi nha. Nó ngon hơn Dino pizza nhiều đó. Tuy nhiên, không phải người dân thành phố nào cũng đồng tình với tin tức này. Nhiều người nói là hành động của cậu ta mang tính thương mại và cậu ta chỉ dùng sức mạnh của mình để bán pizza. Sinh Sinh pizza chắc chắn sẽ thống trị cả thế giới này. Chúng ta có pizza nổi tiếng nhất mọi thời đại này. Yeah. Đưa từ ngon kia đây. Rõ ràng Sinh Sinh Man không đủ kỹ năng. Và điều đó đã khiến cho nhiều người lên tiếng chỉ trích.
Sinh Sinh, hết giờ rồi, thôi đi. Cái gì vậy? Ai là Sinh Sinh Man? Nè, đó là... Không thể. Miêu, thằng thần rồng. Không phải tại tôi, tại ông đó. Ông cứ hắt xì vào những chiếc xe và đốt cháy chúng. Sinh Sinh Pizza đi xuống đều là tại ông mà ra hết. Tôi tưởng nhiệm vụ là đi cứu người, chứ không phải quảng bá tiệm Sinh Sinh Man. Không, đừng gọi là Sinh Sinh Man nữa. Không phải tên thật của tôi đâu. Sinh Sinh Man. Đã nói không phải là tên thật của tôi mà. Chúng ta không phải là anh hùng. Ông chỉ là một con rồng ngốc. Sao ông không để cho tôi yên đi hả? Đi đi, ông đi khỏi đây cho tôi. Cậu không thấy những gì mình mới nói là quá đáng lắm hay sao? Sao cũng được. Ông ấy là mình xấu đi. Được rồi. Gì vậy? Mình sẽ tự làm anh hùng. Cẩn thận. Chạy đi, con chạy đi. Tết chạy đi. Chạy thôi, con chạy. Mọi người ơi, cứu tôi với. Mọi người ơi, cứu đi. Ôi, chạy đi. Trời ơi, chạy đi. Cứu với. Tết à, để mình đỡ cậu. Tết à, Tết, cậu phải chạy mau đi. Không, ông tệ, mình chưa bao giờ chạy bộ Tết à. Nhiều như vậy đó. Quang King Plasma. Tôi đã đây. Xin chào. Khoan đã, mình nhớ ra rồi. Kiếm phát âm thanh. Dragon, tôi xin lỗi. Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ là đứa trẻ đóng giả làm anh hùng để bán thân trong thật ngầu. Cậu là anh hùng mà Bill. Hả? Anh hùng thật sự chính là người cố gắng hết mình để cứu người gặp nạn, dù đang gặp bất lợi. Cậu đã chấp nhận mạo hiểm chỉ để cứu được Ted mà. Dragon, cảm ơn. Tên của tôi không phải là Dragon. Mà tôi là thân trong Titanus. Magic in our secret place.
recipe. We